Còn bây giờ xin mời đội đơn giản. Các em xem nha, có 5 chiếc két sắt của chúng ta như thế nào. Một cái đã tắt đèn, chứ còn lại 4. Và 4 đáp án sẽ hiện ra đây, trong đó có 2 cái đúng và 2 cái sai. Các em sẽ chọn ít nhất là 2 vị trí để mà đứng ha. Mời đáp án. Trần Hưng Đạo, IQ, chữ đồng tử, thánh giống. Mời mọi người xem. Nhân vật nào thuộc tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam? Bắt đầu. Kiều Thánh Giống. Kiều Thánh Giống. Đúng. Cái nào an toàn nhất thì đưa đội trưởng vào. Vẫn còn thời gian, các em có muốn thay đổi hay không? Suy nghĩ kỹ lại nha. Nếu không chắc thì nên chia người ra. Tính ơi, suy nghĩ cẩn thận. Không có, tôi chắc lắm. Nhưng mà chị nghĩ là ít kêu và Thánh Giống. That's ok. Hết giờ. Anh thấy rằng thời gian vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà các bạn vẫn không thay đổi quyết định của mình. Tính em nghĩ thế nào về sự lựa chọn của em? Dạ, em nghĩ lần này là đội của tụi em sẽ bảo toàn được thành viên. Em có biết về tứ bất tử không? Dạ không. Vì sao được gọi là tứ bất tử biết không? Bất tử thì nói chung em hiểu cái chữ bất tử có nghĩa là không chết. Tứ là 4 người đúng không anh? Ừ, hay quá. Em thông minh mà. Biết hồi tứ đó là 4 luôn. Hồi đó mẹ em đẻ em cái đầu em ra hay trước. Hay vậy. Hồi đó mẹ tôi đẻ tôi cái đầu tôi ra trước nên tôi thông minh dữ lắm. Còn hai em gái. Em nhớ là hồi mà lúc em học cấp 1 thì em nhớ là IQ là người mà lạnh rất là sâu. Không cần đồ bảo hộ vẫn lạnh được. Đúng rồi. Tứ bất tử là nói đến 4 vị gần như là được xem như là những vị thánh được tôn thờ luôn á. Do những cái công trạng truyền thuyết trong dân gian tôn thờ những vị ấy như là những vị thánh. Anh vậy còn 2 người nữa. Còn 2 người nữa. Nhưng mà xem, từ từ chúng ta sẽ công bố những đáp án này trước rồi đã. Vị trí Trần Hưng Đạo không ai lựa chọn nè. Đây là đáp án chính xác. Mặc dù Trần Hưng Đạo là một vị tướng tài, tướng Trần Hưng Đạo không được xem là một trong tứ bất tử. Anh sẽ công bố đáp án số 3, chữ đồng tử. Chữ đồng tử là một chàng trai nghèo và khi gặp công chúa Tiên Dung đi ngang và từ đó cả hai người kết duyên và sau này hai người tu đắc đạo và cùng nhau bay về trời. Đó là theo truyền thuyết, cho nên chữ đồng tử được xem là một trong tứ bất tử của chúng ta. Chưa biết luôn, chưa biết luôn. Em lạnh rồi hả Tên? Thánh Giống cũng bay về trời mà. Ai bay về trời là bất tử. Đúng rồi, ai bay về trời là bất tử anh. Tự tin lên anh. Thì ở đây bay về trời rồi, bên kia lặn xuống biển luôn. Bây giờ nè, dặn rồi. Một bên là bay, một bên là lặn. Bên nào đúng, bên nào sai đây? Hai đáp án cùng một lúc, xin mời. Và Thánh Giống là đáp án chính xác. Thánh Giống mà chúng ta còn gọi là Phù Đổng Thiên Vương là một trong tứ bất tử của chúng ta. Cũng là câu chuyện truyền thuyết về một cậu bé lên ba, vươn vai một cái trở thành một người khỏe mạnh, cưỡi ngựa sắt mặc giáp sắt, cầm một cái cây gậy sắt ra đánh giặc. Sau đó bay về trời tại núi Sóc Sơn. Ở bây giờ ngoài đó vẫn còn cái đền thờ của Thánh Giống. Ngoài ra trong tứ bất tử vẫn còn hai người nữa là Tản Viên Sơn Thần. Đó, mà chúng ta hay gọi là Sơn Tinh á. À. Đó, rồi còn một người nữa là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Các em chỉ còn có 2 người trong đội của mình mà thôi, nhưng cũng mang về cho đội mình được 4 triệu đồng. Mời các em về chỗ. Tiếp theo xin mời đội phức tạp. Nhà bên kia giờ điều hiu quá. Còn 2 người kia. Trời ơi, sao lặn đâu 3 người rồi. Đừng có thường ta dội tới mình nè nha. Mời đáp án của chương trình. Đồng lúa, hoa sen, loài xéo, rừng tràm. Mời các em xem câu hỏi. Đây là biểu tượng quen thuộc của tỉnh Đồng Tháp. Bắt đầu. Từ từ bàn với nhau cái đã. Trời ơi, còn người nữa vô đi. Vô đi, vô hai cũng được. Hai đáp án đúng mà. Các bạn sẽ phải đứng ít nhất là 2 vị trí. Rừng tràm sao không phải vậy? Không phải. Lúa, lúa. Rừng tràm không phải đồng lúa đi. Lúa. Ê, xéo, mà xéo cũng có thể lắm nha. Tràm cũng có thể lắm nha. Tràm đó. Tràm không có đồng tràm. Tràm, xíu vô đây nhanh. Vô đây.
Đội trưởng rất là anh dũng. Đội trưởng sẵn sàng bỏ tất cả đồng đội của mình để chạy thoát thân trước. Không, em không có lôi em có lôi em một dạ. Nữ. Ba người đứng ở vị trí này, còn hai em trai đặc biệt là em. Em hoang mang trước cái sự lựa chọn không biết giữa đồng lúa hay xéo đúng không? Em đến Đồng Tháp chưa? Dạ em tới rồi anh. Theo em nhớ á thì hầu như các tỉnh miền Tây nói chung thì đều thế mạnh về lúa hết, cho nên là trong trường hợp này em không chọn lúa, chọn xéo. Còn rừng tràm thì thuộc U Minh rồi. Anh thì anh có hay nghe người ta nói cái câu như là ruộng lúa Đồng Tháp 10. Đúng rồi. Cò bay thẳng cánh. Chính xác. Chứ anh ít có nghe mà Đồng Tháp 10 xéo bay thẳng giò lắm. Xéo có một loại xéo là xéo đầu đỏ ở Đồng Tháp. Dạ, vì sao em nghĩ rằng hoa sen? Dạ, bởi vì ngày xưa em được cô giáo dạy rằng Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Anh sẽ công bố đáp án. Đồng lúa. Đồng lúa không ai lựa chọn. Xin mời đáp án. Đó là đáp án không chính xác. Tiếp theo, đáp án hoa sen. Mình thắng rồi, mình đúng rồi, nhìn lên làm gì? Có chăng mình nhìn lên là mình say hello với anh camera. Hello. Anh ơi, đợi chú này đã chiến thắng rồi. Đừng có mà ngủ gồm quên này, ngủ gồm bắt lại nhanh nhanh. Tới đây thôi, tới đây thôi. Hoa sen Đồng Tháp 10, mình về Đồng Tháp mình sẽ thấy rất là nhiều những cánh đồng sen rất là đẹp luôn. Công bố đáp án loài xéo và rừng tràm. Xin mời. Dạ ơi, đi rừng bước. Tràm U Minh. Em nhớ là vậy. Đồng Tháp nổi tiếng với xéo đầu đỏ. Chúc mừng mời các em về chỗ. Rất hay. Các bạn đã bảo toàn được lực lượng của mình, mang về 10 triệu đồng. Mời đội đơn giản. Xem nha, xin mời những chiếc két sắt là chết đèn và một cái đã tắt, còn lại ba cái két sắt này, ba đáp án và chỉ có một đáp án đúng mà thôi. Mời đáp án của chương trình. Trường chuyên Quốc học Huế, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội, ba ngôi trường. Trường Trung học phổ thông nào ra đời sớm nhất nước ta? Bắt đầu. Thay vì giây phút này chúng ta tỏ ra hồi hộp cho đồng đội nó vui mừng, không biết gì thì cứ vui vui vẻ, thời gian còn đi vòng chơi gì. Chúng ta phải sờ chớ chết chùm lắm anh. Giờ đi. Giờ chớ chết chùm. Có 10 giây kìa, lẹ lên. Còn mười mấy giây, tại sao phải gấp? Theo anh, em vô đây. Cả hai em chọn trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhảy múa ca hát tưng bừng. Nhưng mà sau đó em rất là quả quyết để kéo đồng đội của mình vào đây. Đại á anh. Đại luôn đó hả? Anh sẽ công bố đáp án trường chuyên Quốc học Huế trước. Xin mời. Đây là đáp án sai. Trường chuyên Quốc học Huế ra đời vào năm 1896. Trường Lê Quý Đôn nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đó. Còn trường Trung học Việt Đức thì ở ngoài Hà Nội. Hai cái trường này chắc chắn sẽ có một đáp án đúng. Sao em lại có cảm giác là trường ngoài Hà Nội sẽ... Nếu mà trường Hà Nội đúng thì cả hai người này sẽ vào căn phòng trống và chúng ta đương nhiên bước thẳng vào vòng đặc biệt nha. Dạ. Xin mời. Không thể tính nào. Hãy cầu nguyện đi Tính. Thôi đừng sống dài dữ lắm. Mà tới đó nó bị cắt rồi Tính. Sống tới trăm mấy tuổi rồi. Rồi xong rồi. Trường Lê Quý Đôn ra đời vào năm 1874. Mời hai em đến đây. 10 triệu đồng. Mỗi người 5 triệu, hai người là 10 triệu cho cái câu vừa rồi. Và bây giờ mình kết nối với căn phòng trống nha. Xin mời. Chào các em. Chào mọi người. Chào anh. Chào anh. Kìa. Khỏe không? Hơi mệt. Lạnh lẽo lắm. Lạnh có gì, có thèm cái gì cứ báo mộng anh nha. Báo mộng hả? Ôi ghê vậy. Nói chứ bây giờ nè, qua vòng 2 mình được dùng cái quyền hồi sinh, mình cứu một người. Cứu ai đây các em? Cứu em thấp.
em đứng vô hợp đại hình với anh Hữu Tính hơn. Không cãi được luôn á. Không có lý do gì anh cãi em luôn á. Không, mà em nghĩ là với câu trả lời đó chị đứng ở trong đó luôn nha cưng. Chắc là phải cứu em rồi. Không có gì em cũng biết, nhưng mà cũng không có gì biết gọi là biết hết á. Có cái gì là biết hết trời trời đó. Cái đứng đẹp được thôi. Niềm hy vọng cuối cùng, chàng trai cứu ai cũng được, nhưng mà cứu em đi. Thầy cảm ơn vì em cứu ai cũng được, cứu giùm em cảm ơn. Đúng không? Nên suy nghĩ kỹ lại nha. Tạm biệt các em, một lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả. Mời các em về chỗ. Xin mời đội phức tạp. Đông quá như lúc đầu luôn. Mời đáp án. Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan. Mời câu hỏi. Quốc gia nào trả tiền cho nước Gabon để họ bảo vệ các khu rừng của chính mình? Bắt đầu. Na Uy. Chắc không chị? Chắc không. Có phim rừng Na Uy đó. Rừng Na Uy là nó bảo vệ cái rừng Na Uy á hả? Chắc không chị? Không biết nha, tôi nhớ là có phim rừng Na Uy. Nhanh nhanh nhanh, hết giờ hết giờ. Cho nước Gabon bảo vệ rừng các khu vực. Không, không chắc lắm đâu. Hai người thôi, hai người thôi. Hai người thôi, vô đi. Các bạn chọn cả ba vị trí và chia người của mình ra. Dạ, em là người chạy vô trước tiên. Dạ. Bởi vì em nói rằng có phim rừng Na Uy. Chỉ đơn giản vậy thôi anh. Trong khi em coi phim rừng Đan Mạch rồi nè. Còn hai em chọn Đan Mạch vì sao? Chị suối em. Ai suối? Chị kêu vô đại đi. Thì vô đại chứ ai biết chọn Đan Mạch trời ơi thiệt. Em dựa vào linh cảm thôi anh. Linh cảm. Em thích Đan Mạch. Thích Đan Mạch. À. Còn em? Chúng em chia đều ra để có thể là... Thật ra anh thấy rằng các bạn đều không biết chắc chắn đáp án nào. Nhưng mà các bạn đã chọn một cái phương pháp nó hợp lý. Bởi vì không biết cho nên là mình chia lực lượng mình ra tương đối là dàn đều 2, 2 và 1. Thì chắc chắn là sẽ có một cái ô ở đây là đúng. Dạ. Hy vọng là cái ô đó rơi vào đội trưởng. Mình còn giữ được 10 triệu, đúng không? Dạ. Bây giờ anh sẽ công bố đáp án. Đan Mạch. Đây là đáp án sai. Còn lại Na Uy và Phần Lan. Cái nào đúng, cái nào sai? Một người ở lại hay hai người ở lại? Xin mời đáp án từ chương trình. Hết dám chào anh. Anh ơi, có gì nhẹ tay nhanh chay. Từ nha anh. Cái gì cũng vậy, tụi em là phụ nữ. Mình nhẹ nhàng với phụ nữ nha anh trai. Lần đầu tiên thấy một người phụ nữ nói chuyện với cái cách sắc như nói chuyện với bạn người. Chính xác là Na Uy. Mời hai em đến đây. Mời hai em đến đây. Ba người đồng đội. Đến đây. Gabon nó là một cái đất nước mà có tới 90% là rừng. Đất nước này ở châu Phi. Và Na Uy trả một cái số tiền rất là lớn là 150 triệu đô trong 10 năm để cho cái đất nước này là đừng có chặt phá cây rừng, giữ lại một cái mảng rừng nó lớn như thế, một cái lá phổi của thiên nhiên để chống biến đổi khí hậu. Và đây, chúng ta sẽ gặp lại những người bạn trong căn phòng trống. Trời ơi, sao mặt buồn vậy? Trời ơi. Có cái mặt đằng đằng sát khí chứ buồn đâu. Mặt gì mà phức tạp quá vậy anh? Quá buồn. Một quyền chỉ có một người đúng không? Chọn ân đi. Dạ ơi. Vậy mình ở yên trong đó nha. Mình tin vào sự lựa chọn của dạ. Đó là lựa chọn sáng suốt đó dạ. Cũng không sáng lắm đâu. Dạ thưa chị dạ, là em nói chuyện rất hay dạ. Em luôn luôn nhắc tới tên của chị dạ. Hãy chọn em nha chị dạ. Không thích đàn ông kêu tôi bằng chị. thấy chưa, sai rồi đó. Rồi, bây giờ thì các em hãy chờ xem coi là đội trưởng của em sẽ quyết định cứu ai ở vòng tiếp theo. Tạm biệt các em, mời em về chỗ. Vòng 1 đã khép lại. Bây giờ thì mỗi đội đều còn lại 2 thành viên. Số tiền mà các bạn đã tích lũy được ở vòng 1, đội đơn giản 18 triệu đồng, cộng thêm 10 triệu từ đội trưởng là 28 triệu đồng. Đội phức tạp, các bạn có 25 triệu đồng, cộng với 10 nữa là 35 triệu đồng. Và bây giờ trước khi đến với vòng thi thứ hai, hãy nghỉ giải lao ít phút nhé.